đang chạy xe máy trên hiện trường, chiếc áo mưa bất ngờ quấn vào xe máy khiến cả xe và người ngã ra đường. Sau khi ngã xuống đường, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội khiến người tài xế nửa bị thương. Ngày 11 tháng 10, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn dẫn đến cháy xe máy khiến một người bị thương. Hiện Công an huyện đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 10, một cô gái mặc áo mưa đi xe máy mang biển kiểm soát 37X58785 đi trên dốc Bù Bài, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Khi đang đi, áo mưa bất ngờ vấn vào bánh xe máy. Sau vài mét chạy lằng ngoằng, chiếc xe máy của người phụ nữ này đã bị ngã vật xuống đường. Sau cú ngã, chiếc xe máy bốc cháy dữ dội. Thời điểm người này bị tai nạn, trời đang mưa, do quần áo vấn vào bánh xe nên đã cuốn cả người ngã xuống, rồi xe máy bất ngờ bị bốc cháy. Người này lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cuộc cháy nhưng vẫn bị bỏng một vết ở chân. Một cán bộ công an huyện Quỳ Châu cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cô gái này được người ta đưa đến trung tâm y tế huyện Quỳ Châu sơ cứu. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn được điều tra làm rõ.